Quý anh chị thân mến, trong cuộc hành trình nhân sinh của Tân Dậu, nó rất phong phú và đa dạng. Bị lừa tình có, bị lừa tiền cũng có, bị phụ bạc có, bị lợi dụng cũng có. Lắm lúc thị phi, lắm khi hàm oan, lắm khi bị hiểu lầm, lắm lúc được tung hô, rồi lắm lúc lại điều tiếng khắp nơi, tâm tư chìm xuống đáy. Tuy nhiên, trong cuộc sống có rất nhiều cách để cải vận mà Tân Dậu không biết, có những thứ đơn giản mà lại mang tới cực kỳ nhiều hiệu quả và sang giàu. Nếu tinh tế làm được 3 điều này, Phật độ ngay lập tức, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến. Thưa anh chị Tân Dậu thân mến, khi mặt trăng và mặt trời xoay quanh một số mệnh thì cũng chính là thời điểm chín muồi của nhân sinh. Vì phát triển tự thành, trời sẽ cung cấp đủ chất dinh dưỡng, đủ đường đi lối lại, đủ may mắn thuận lợi cho kiếp người. Với Tân Dậu 1981 thì năm Quý Mão này là một thời điểm đâm hoa kết trái rực rỡ, tự thành như vậy. Câu chuyện này không chỉ là của 2023, mà nó là câu chuyện Tân Dậu sẽ có 3 năm, 2023 đến 2025, rực rỡ nhất trong giai đoạn trung vận của mình. Sau đó không hẳn là dừng lại không bước tiếp, mà là tiêu xài nghỉ ngơi, ăn chơi trả thù đời, hưởng thụ cho bỏ cái đoạn chăm chỉ vất vả mà mình đã dày công. Sau đây là tin nhắn ngắn ngủi cho Tân Dậu, muốn được Phật độ, nhất định anh chị phải nghe được những dòng tâm tư này nếu anh chị muốn tương lai của anh chị thay đổi. Vậy anh chị phải thay đổi hiện tại, vì tương lai và hiện tại như hai đầu của một sợi dây, một đầu rung lên thì còn lại mới có sự chuyển động. Hiện tại gieo hạt táo thì khá dĩ sẽ có táo mà ăn, còn hiện tại gieo hạt rau thì dĩ nhiên chỉ có cơ hội mang rau về nhà. Gieo hạt ở đây không hẳn là đầu tư hay liều lĩnh hay chuyển đổi công việc. Gieo hạt hay thay đổi hiện tại phần lớn là ở chỗ thay đổi nội tại trong con người mình, bao gồm khả năng, bản lĩnh, trình độ, tài năng, chuyên môn, tư duy và sức chịu đựng áp lực. Tất cả những thứ đó có thể được hiểu là những hạt giống vàng. Gieo được nó ở hiện tại, tức có cơ hội đạt được sự rực rỡ tự thành ở tương lai. Lẽ ở đời, thường ít ai coi trọng việc thay đổi bản thân. Cần phải hiểu có đôi người tức rất ít có thể thành công nhờ may mắn, nhờ phúc phần, còn đâu thì ai có được gì, đạt được gì, thắng được gì, đều do họ xứng đáng. Nên không có trình độ mà ở chỗ cao, tuy có nhưng không nhiều, con người đã ở chỗ cao, thực tế đều có điểm xuất sắc hơn người, nhưng không phải ai xung quanh cũng nhận thức được. Một số trường hợp ngộ được sớm, họ tự nâng cấp bản thân và tương lai của họ rực rỡ, còn đau thương thì trời sẽ sắp xếp vận hạn để con người trưởng thành và lớn mau. Vì ta học trong nỗi đau mau hơn trong sự sung sướng, Tân Dậu thật ra đều đang trong cái đoạn bị đời ép phải thay đổi bản thân, như vậy làm được hay không là do anh chị cả. Nhưng cứ hiểu, trời không bắt cá phải bay, cũng không ép chim phải bơi lội, nên những vần xoay trong cuộc đời tuy có khiến ta mệt mỏi nhọc nhằn, nhưng thực ra đều trong khả năng ta có thể chuyển hóa bản tâm, rồi sau đó tự thân giải quyết được. Tân Dậu cần hết tháng 9 năm 2023 là có thể thu gặt thành quả về người, nhân gian vốn không có đường. Đường ở dưới chân của mỗi người, đi thế nào là do bản thân anh chị lựa chọn, cũng như mệnh số vốn cố định, vận mệnh hiện tại trong chỉ tay, tức hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh chị. Thay đổi được hay không là do bản thân anh chị tự quyết, đừng quá uất ức hay hận trời, trách đời. Anh chị đi gần xong cái đoạn để chứng tỏ bản thân mình xứng đáng có được thành công rồi, cố lên nhé. Biết trước được tương lai, nghe được lời tiên tri của Phật cũng là một cách để tìm hiểu sự giàu sang và phú quý. Dưới đây là luận giải chính xác trong thời gian tới, anh chị sẽ gặp chuyện gì may mắn và họa sẽ đến như thế nào. Anh chị nhất định phải tập trung lắng nghe nhé. Anh chị hãy đăng ký kênh để có thêm một giây tỉnh táo nhé. Theo tử vi phương Đông, Tân Dậu nam mạng đời sống trong đủ đầy từ nhỏ đến lớn, muốn tự mình tạo dựng cuộc sống, nhưng tính thường tự cao và phung phí. Những người tuổi này tạo ra được nhiều tiền của, nhưng nếu không biết cách chi tiêu hợp lý thì rất có thể cuộc sống sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn. Nên chăm chỉ đừng quá kiêu căng, tự phụ, sẽ gây được sự nghiệp vững chắc, gặt hái được nhiều thành công, hậu vận nhờ đó được thảnh thơi dễ chịu. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 82 tuổi đến 93 tuổi, những người thật thà lương thiện, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Đường công danh của nam mạng Tân Dậu có nhiều thăng trầm, lúc bỗng, nhưng may mắn về sau công danh, sự nghiệp được ổn định như ý muốn. Nếu muốn nắm bắt cơ hội, sẽ nhanh chóng tạo dựng được cho mình quyền lực, địa vị trong xã hội. Gia đạo thì không mấy hòa thuận yên vui, Tân Dậu cần phải biết cách kiềm chế bản thân, nhường nhịn và khéo léo ứng xử với người thân hơn nữa để duy trì những mối quan hệ hòa hợp. Để xem được chi tiết tử vi Tân Dậu từ nay tới Tết 2024, mời bạn đọc cùng Minh Đường tử vi xem chi tiết luận giải các khía cạnh như sự nghiệp, tài chính, gia đạo và sức khỏe. Đối với nam mạng,
Năm nay, năm Tân Dậu 1981, sao kế đô chiếu mạng. Người xưa quan niệm rằng, sao kế đô chiếu mạng sẽ gây ra chuyện buồn phiền, thị phi cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, công việc đi xa lại nhận được nhiều lộc lá. Từ nay tới Tết 2024, năm Tân Dậu vạn sự khởi đầu nan, sự nghiệp càng về cuối năm càng khởi sắc tốt đẹp. Tài chính năm Tân Dậu 1981, từ nay tới Tết 2023, dồi dào, ổn định, nhờ gặp vận niên tốt, có nhiều cơ hội hái ra tiền. Tốt nhất bản mệnh nên làm ăn chân chính, kinh doanh hàng rõ nguồn gốc xuất xứ, không lãng phí tiền bạc, biết tiết kiệm tích lũy thì giàu có sẽ bền vững. Vào năm Quý Mão, nam Tân Dậu gặp hạn địa võng, nên chuyện tình cảm gia đình cần chú ý tránh mâu thuẫn hiểu nhầm, trong gia đình nên nhường nhịn lẫn nhau, vợ chồng thông cảm cho nhau để không khí được vui vẻ và thoải mái, dù có việc gì cũng bình tĩnh, không nóng nảy, cùng ngồi lại để tìm cách giải quyết tốt nhất. Sức khỏe của nam Tân Dậu từ nay tới Tết 2024 cần chú trọng về phương diện tinh thần, do ảnh hưởng của hạn địa võng, bản mệnh nên bình tĩnh trước mọi vấn đề, thường xuyên đọc sách hoặc chia sẻ với những người tin tưởng để có cái nhìn bao quát tích cực và lạc quan hơn trong cuộc sống. Trong năm 2023, năm con giáp sau, Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn sẽ phạm thái tuế, do đó tuổi Tân Dậu 1981 nam mạng sẽ phạm thái tuế trong năm Quý Mão. Bản mệnh tuổi Dậu gặp hạn tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu, vì vậy năm 2023, tuổi nam tuổi Tân Dậu không phạm tam tai. Năm 2023, tuổi Tân Dậu nam mạng 43 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu. Trong năm 2023, nam mạng Tân Dậu 1981 là 43 tuổi âm lịch, không phạm hạn tuổi Hoang Ốc. Năm dự kiến xây nhà là năm 2023 Quý Mão. Năm nay nam mạng tuổi Tân Dậu 1981 phạm hạn Hoang Ốc, có nhất cát, cung đầu tiên và tốt đẹp nhất trong 6 cung Hoang Ốc. Quý bạn nên xây nhà vào năm nay, sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc thuận lợi suôn sẻ. Riêng với nữ mạng, từ nay tới Tết 2024, bản mệnh được sao Thái Dương chiếu mệnh, một phúc tinh rất tốt đẹp trong hệ thống của diệu niên hạn. Sao Thái Dương đem đến cho bản mệnh những cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp kinh doanh buôn bán rộng mở, phát tài, phát lộc, vạn sự đều may mắn, an khang thịnh vượng. Nữ mạng Tân Dậu vào giai đoạn này, sao Thái Dương chiếu mạng sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn, sự nghiệp không phải lo toan vất vả, được bạn đời gánh vác và hỗ trợ rất nhiều. Từ nay tới Tết 2024, tài chính nữ Tân Dậu 1981 năm nay rất đầy đủ và sung túc, gặp vận niên dương thảo ngạn rất tốt đẹp. Nữ mạng sinh năm 1981, từ nay tới Tết 2024, sẽ gặp được đối tác tốt, ký kết được những hợp đồng làm ăn thuận lợi, thu về lợi nhuận cao. Năm này tài chính rất thành công, nếu biết khiêm tốn, dùng tiền làm những việc có ý nghĩa, giúp đỡ người khác thì bản mệnh sẽ giữ được phước báu của mình. Vào năm Quý Mão, nữ Tân Dậu gặp địa chi tuổi xung khắc với năm, cộng với ảnh hưởng của hạn địa võng, nên cần chú ý giữ gìn cẩn thận. Trong gia đình nên nhún nhường, bao dung và thông cảm cho chồng, lắng nghe ý kiến của người lớn tuổi thì không khí sẽ hòa thuận, gia đình yêu thương và hạnh phúc. Sức khỏe của nữ Tân Dậu từ nay tới Tết 2024 cần chú ý về mặt tinh thần, gặp hạn địa võng gây ảnh hưởng, bản mệnh không nên nóng giận, kiểm soát bản thân thật tốt, luôn nói những ngôn ngữ hòa ái, có cách giải quyết thông đạt để giải quyết vấn đề, một tâm lý vững vàng, tích cực sẽ giúp bản mệnh vượt qua tất cả khó khăn, luôn dồi dào năng lượng và sức sống để đón nhận những điều tốt đẹp. Trong năm 2023, năm con giáp sau, Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn sẽ phạm thái tuế, do đó tuổi Tân Dậu 1981 nữ mạng sẽ phạm xung thái tuế. Trong năm Quý Mão, bản mệnh tuổi Dậu gặp hạn tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu, vì vậy năm 2023, tuổi nữ Tân Dậu không phạm tam tai. Năm 2023, tuổi Tân Dậu nữ mạng 43 tuổi, phạm tuổi Kim Lâu Thê. Trong năm 2023, nữ mạng Tân Dậu 1981 là 43 tuổi âm lịch, không phạm hạn tuổi Hoang Ốc và có nhất cát cung tốt trong 6 cung Hoang Ốc. Năm dự kiến xây nhà là năm 2023 Quý Mão. Năm nay nữ tuổi Tân Dậu 1981 không phạm hạn Hoang Ốc, có nhất cát cung đầu tiên và tốt đẹp nhất trong 6 cung Hoang Ốc. Quý bạn nên xây nhà vào năm nay, sẽ có sự nghiệp và cuộc sống phát triển tốt, gia đình an cư lạc nghiệp ổn định, gặp nhiều may mắn và thịnh vượng. Thưa quý anh chị tuổi Tân Dậu 1981 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý anh chị đã thật sự hiểu về tính cách,
hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé. Người sinh năm Tân Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ, kiên cường. Họ cũng rất tự hào về tướng mạo của bản thân. Muốn thể hiện mình, mọi người không thể thấy được sự lười biếng của họ, vì họ thường có vẻ ngoài được tôn kính, đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thẹn thùng nhất, thì trước mặt mọi người, người đó vẫn tỏ ra tháo vát, nhanh nhẹn, thể hiện khí chất tính cách của mình. Tính cách của người tuổi Tân Dậu cơ bản được phân thành hai loại. Một loại thích nói chuyện phiếm, tính cách sôi nổi. Còn loại kia là những người quan sát giỏi, biết đoán ý người khác qua lời nói sắc mặt. Hai nhóm người này rất khó sống với nhau. Người tuổi Tân Dậu có không ít những phẩm chất tốt để bù đắp những khuyết điểm của bản thân. Họ rất tinh nhanh, năng nổ, khả năng tổ chức cao, nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn, biết cách giải quyết khó khăn. Họ dám đứng ra vạch trần những hành vi xấu xa, nghiêm khắc phê bình người khác. Cùng đi với những ưu điểm này là những khuyết điểm thích tranh cãi với mọi người, luôn muốn khoe khoang những kiến thức uyên bác của mình, không hề quan tâm đến cảm giác của người khác. Nhưng một khi gặp thất bại, họ cũng không sa sút tinh thần. Phương pháp của họ là nói lên quan điểm của mình cho từng người một để mọi người tin họ, đứng về phía họ. Người sinh năm Tân Dậu là một diễn viên tuyệt vời. Họ thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường có vẻ đẹp lấp lánh thu hút mọi người. Tính cách của họ sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Mỗi cử chỉ hành động đều được mọi người chú ý. Họ mang tâm tư vui vẻ, cử chỉ tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công. Họ có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách. Họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào và bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn tranh luận với họ về một vấn đề nào đó, thì bạn rất dễ gặp thất bại. Khi người tuổi Tân Dậu rơi vào trạng thái tiêu cực, họ sẽ nghĩ ra mọi cách để giữ nguyên ý mình vì họ tin mình là đúng. Chỉ công nhận ưu điểm của bản thân, nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm của họ thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm vậy là chỉ muốn xác định giá trị của mình, cho nên họ không muốn nhận thức chân thật về bản thân mà cũng không nên khoe khoang khoa trương với họ mà gặp bất lợi. Tam hợp, nhị hợp, tuổi Tân Dậu 1981 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Người tuổi Dậu thuộc vào nhóm tam hợp, tỵ, dậu, sửu, hay còn gọi là nhóm tuổi tri thức. Những người thuộc nhóm tam hợp này thích khám phá những điều mới lạ. Từ việc xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, sàng lọc thông tin từ các nguồn tin khác nhau để vun đắp kiến thức cho bản thân mỗi ngày. Bên cạnh đó, người tuổi sửu họ là những người thật thà trung thực và tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên họ luôn cần sự khéo léo đến từ tuổi tỵ và dậu. Trái lại những người tuổi dậu với tính khí thẳng thắn và khắt khe của mình thì lại chiến thắng sự hiền lành và tốt bụng của người tuổi sửu. Nhị hợp của tuổi dậu là tuổi thìn. Chính vì thế, khi hai con giáp này đi cùng nhau thì sẽ mang lại cho cả hai nhiều mối quan hệ mới. Còn nếu là vợ chồng thì sẽ rất ăn ý với nhau, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Tân Dậu 1981 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, tâm thế sẵn sàng hân hoan đón tháng mới. Người tuổi Tân Dậu đón tháng mới với tâm trạng khá nhẹ nhàng và hân hoan. Khi vận khí trong tháng khá bình ổn, không có khó khăn nào quá lớn, bạn có sự chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, nên dù có vấn đề nào xảy ra, cũng vẫn tự tin để vượt qua. Với sự hỗ trợ của nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, công việc của con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại, dù có bạn cũng được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình, tháo gỡ vấn đề nhanh chóng. Đây là cơ hội thuận lợi để bạn học tập cách làm việc, kinh nghiệm của mọi người xung quanh. Trong tháng còn có dấu hiệu dịch chuyển, thay đổi môi trường làm việc, bạn càng năng động sẽ càng may mắn. Nếu được giao trọng trách, hãy cứ tự tin thể hiện bản thân, chỗ nào không rõ thì hỏi lại. Đừng quá lo lắng những điều chưa xảy đến mà bỏ lỡ những cơ hội hiếm có như vậy. Tài lộc trong tháng cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Con giáp này thoải mái hơn trong việc tiêu pha, mua những món đồ mình thích. Vận trình tình cảm của tuổi Tân Dậu cũng rất đáng mong đợi, với những tín hiệu khả quan, nhất là với người độc thân, có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp, cùng quan điểm trong cuộc sống. Các cặp đôi có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng trong cuộc sống của cả hai. Tuổi Tân Dậu đủ mạnh mẽ để quyết định cho tương lai của mình, dù người ngoài có ý kiến thế nào đi chăng nữa. Tình hình sức khỏe khá ổn định,
hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Chỉ cần người tuổi này chú ý chế độ ăn uống của mình sao cho đảm bảo an toàn, dinh dưỡng đầy đủ thì không có vấn đề nào đáng lo. Bên cạnh đó còn duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn hơn để kiểm soát tốt cân nặng. Tử vi tháng 11 năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, tiêu nhiều tiền, bị hoang mang. Trong tháng cận cuối năm, người tuổi Tân Dậu tất bật với công việc. Mọi thứ cần gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị chào đón năm mới. Việc nhiều không có nghĩa là được phép làm qua loa. Bản mệnh nên rà soát các loại giấy tờ văn bản cẩn thận, nhất là khi ký kết hợp đồng, tránh sai sót đáng tiếc, khiến uy tín giảm sút, nghiêm trọng còn bị phạt tiền. Tài vận có xu hướng khởi sắc, ngoài nguồn thu chính, bản mệnh còn có thêm một vài nguồn thu phụ, tiền bạc khá rủng rỉnh. Có điều vẫn còn tồn đọng những món nợ cũ mà người khác chưa trả lại bạn, nên tìm cách đòi lại trước khi quá muộn. Vì quá bận rộn với công việc mà chuyện tình cảm của tuổi Tân Dậu xuất hiện nhiều vấn đề, các cặp đôi có cảm giác lạnh nhạt, thiếu sự cảm thông. Từ đó phát sinh nhiều xung đột, người độc thân cần đề cao cảnh giác trước những lời tán tỉnh đường mật, tránh bị lừa gạt tình và tiền. Tử vi sự nghiệp. Tháng này, bạn được dự tính những bận rộn mà bản thân cần phải đối mặt và xử lý trong thời gian này. Vì thế đừng lãng phí năng lực, thời gian vào những công việc không cần thiết nếu không muốn dở dang mọi việc. Trong công việc, người tuổi Tân Dậu cần hành sự cẩn trọng trong các mối quan hệ hợp tác. Hãy chắc chắn, các thỏa thuận giữa hai bên đã có giấy trắng mực đen rõ ràng, bạn không có năng lượng để hoàn thành quá nhiều việc trong một thời gian ngắn đâu. Thay vì hy sinh hết mọi thứ, bạn hãy dàn trải năng lượng và tâm trí mình theo một kế hoạch hợp lý để chinh phục mục đích đến mong muốn. Để nâng uy tín trong công việc, bạn nhớ thực hiện đúng những gì đã hứa hẹn, thậm chí là với những cơ hội mới hứa hẹn, cũng phải từ tốn nhận định, đừng vội buông lời hứa khiến người khác hy vọng. Tử vi tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Tân Dậu có nhiều tín hiệu đáng mừng, một số dự án đầu tư của bản mệnh đã có nguồn thu đổ về, và mọi việc có vẻ rất hứa hẹn. Khi nhận tiền từ các nguồn thu phụ, bạn có xu hướng tiêu tiền hoang phí, nhưng đó là quyết định sai lầm cần tránh. Bạn nên bỏ vào một khoản tiết kiệm và tạm quên nó đi để tránh mua những món đồ không cần thiết chỉ vì thích thể hiện. Thêm vào đó, khi tam bích bay về phương Tây, bản mệnh cẩn thận đề phòng kẻ bị liên lụy, trộm cướp mà mất chút tiền đó nhé. Đây cũng là thời gian thích hợp để con giáp tuổi Tân Dậu khởi xướng các dự án liên quan đến mảng sáng tạo. Cơ hội để bạn kiếm tiền trong những lĩnh vực này rất cao trong thời điểm này. Tử vi tình duyên. Tiếp nối tử vi tháng 10 năm 2023, có dấu hiệu rắc rối trong chuyện tình cảm của người tuổi Tân Dậu, nhất là những cặp đôi yêu xa, dễ bị xa mặt cách lòng, dễ hờn ghen, giận dỗi vì cảm thấy đối phương là tình cảm với mình. Lời khuyên cho các cặp đôi đó là nên thành thật với đối phương, các bí mật bạn đang cất giấu có thể làm nảy sinh những nghi ngờ không đáng có từ người kia. Xung đột của hai người còn dễ nảy sinh khi không ai chịu lắng nghe nhau vì cố gắng chứng tỏ mình đúng. Sự thiếu thông cảm sẽ khiến tình yêu có dấu hiệu rạn nứt, nhất là khi hai người đều có những bận tâm riêng, không có nhiều thời gian dành cho nhau. Tháng này không tốt cho việc khởi đầu một mối quan hệ mới, nhất là những cô gái trở nên nhẹ dạ cả tin. Nếu không, bạn sẽ dễ vướng vào những rắc rối hoặc vô tình trở thành người thứ ba lúc nào không hay. Tử vi sức khỏe. Thời điểm tháng 11 năm 2023 âm lịch này có thể dành thời gian cho các hoạt động kết nối tinh thần, cơ thể và tâm trí của bạn, và cũng có thể tranh thủ thời gian trước mắt để lập ra những thói quen tích cực cho mình. Bạn có người bạn đồng hành, cùng giúp nhau tìm cách tập luyện để cải thiện sức khỏe và nhờ đó có thêm động lực rất nhiều. Trong việc đến phòng tập hoặc cùng nhau duy trì lối sống lành mạnh, bạn trở nên hăng say và phấn khích với việc tập luyện thể thao và xây dựng các thói quen sinh hoạt tốt cho sức khỏe. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch. Xem tử vi, vận trình tháng 12 năm 2023 âm lịch của tuổi Tân Dậu có chuyển biến tích cực hơn so với mấy tháng trước. Quý nhân tam hợp đả thông tư tưởng, thúc đẩy bản mệnh làm việc hăng hái, nhiệt huyết, đạt thành quả khả quan, mở ra cơ hội thăng tiến. Có điều, nguyệt lệnh lâm đất tiệt, lại có ngũ quỷ hung tinh rình rập, tuổi Tân Dậu làm gì cũng phải thận trọng, tiến hành từng bước, tránh dục tốc bất đạt. Theo lịch vạn niên, tài vận có dấu hiệu khởi sắc, kinh doanh buôn bán khá lý tưởng, đơn hàng tới tấp, người làm công ăn lương sẽ nhận khoản tiền lương và thưởng lớn trong tháng, không lo vấn đề đón Tết. Tuy nhiên, chi tiêu trong tháng phát sinh rất nhiều, cần có kế hoạch cụ thể để ra riêng không phải khốn đốn. Sức khỏe tuổi Tân Dậu không có vấn đề nghiêm trọng, người thể trạng yếu có thể mắc một số bệnh vặt nhưng triệu chứng nhanh khỏi. Chú ý ăn uống tiệc tùng liên miên có thể gây tăng cân, khó chịu, hạn chế uống bia rượu,
chú ý lái xe cẩn thận, kẻo xảy ra sự cố tai nạn bất ngờ. Vận trình tình cảm có sự thăng cấp bất ngờ, đôi lứa xứng đôi, tính chuyện cưới hỏi ngay trong tháng hoặc sang đầu năm mới. Người độc thân cũng mở rộng trái tim, đón nhận tình yêu lãng mạn, đời sống hôn nhân hài hòa, gia đạo an yên, vợ chồng con cái hóa giải mâu thuẫn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần. Những người tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giá hóa cho con cháu, ắt hẳn phúc báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, sẽ giúp cho quý anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.